Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Chúng ta đang trong những cái tháng mà rất là gần với cái Tết Nguyên Đán rồi đúng không nào? Và hôm nay thì đây sẽ là một cái vlog ngắn thôi nhưng mà sẽ vào việc luôn. Đó chính là chúng ta sẽ có cái này. Rất là nóng hổi thôi, mình vừa mới nhận được đồ này và bây giờ thì mình sẽ khui ra xem ở bên trong có gì nhá. Là ở bên cạnh mình hôm nay đây có rất là nhiều ba lô đúng không nào? Chia sẻ với mọi người là ở đây mình đang có 20 chiếc ba lô. 20 chiếc ba lô này là phần quà giveaway mà ở video này gia đình Cam muốn gửi tặng tất cả các bạn để nhân dịp chào đón năm mới năm 2021. Các bạn biết không là trong năm vừa qua đúng không thì chúng ta đã trải qua một năm với rất là nhiều chuyện phải không nào? Có những cái chuyện gì thì thôi mình không muốn nhắc lại nữa. Và thực sự thì để đáp lại tình cảm của các bạn thì trong năm vừa qua các bạn đã ủng hộ gia đình Cam rất là nhiều này. Các bạn vẫn luôn luôn ở bên cạnh gia đình mình cũng như là đồng hành với gia đình mình. Sau rất là nhiều những lần giveaway thì mình nhận ra rằng là chiếc ba lô, những giveaway nào mà có ba lô ấy luôn luôn là cái sản phẩm mà các bạn thích nhất. Như các bạn có thể thấy này, đây trên hình đây là chiếc ba lô mà mình sẽ giveaway cho các bạn. Đó, nó đồ ở bên ngoài thì nó được bao một lớp bò denim trông rất là đẹp đúng không nào? Ở chiếc ba lô này thì mình có thể thấy rất là tiện là ở đây, ở đằng trước nó có hai cái túi hộp này. Hai bên nó cũng có hai cái túi hộp để các bạn có thể để những cái đồ nhỏ, ví dụ như là bút viết hay là những cái flashcard hoặc là ví của các bạn ở bên ngoài cũng được. Khi mà mở ở bên trong nhá, nó sẽ có cái khóa nhựa này. Đó, mở bên trong ra như thế này. Thì sau đó thì sẽ có một cái dây rút như thế này thì các bạn sẽ đến với ở bên trong. Thì ở bên trong thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái ngăn để các bạn có thể để laptop. Một cái ngăn các bạn có thể để laptop và ở bên trong ba lô này rất là rộng. Mình nghĩ rằng là với những bạn nào mà kiểu như là đi học cần nhiều sách vở hoặc là đi chơi, thậm chí là đi du lịch ấy, thì đây chắc chắn là một chiếc ba lô rất là hay. Ba lô này có một điều đặc biệt đấy là nếu mà các bạn để ý kỹ này thì sẽ thấy phần da xước này đúng không? Sẽ thấy phần bò xước như thế này. Thì ở bên trong nó sẽ là một lớp da màu trắng. Nếu các bạn nào muốn custom chiếc ba lô của mình thì các bạn có thể cắt cái phần denim này ra, ở bên trong nó sẽ là một lớp da màu trắng trông rất là đẹp. Đây, và đây là chính là chiếc ba lô mà hôm nay mình muốn gửi tới giveaway cho các bạn. Có một điều nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là chiếc ba lô này là một chiếc ba lô dòng limited. Có nghĩa là bây giờ ở ngoài cửa hàng họ đã không còn nữa rồi. Và đây là 20 chiếc ba lô cuối cùng mà mình đã mua lại của Dirty Coy để có thể giveaway cho mọi người. Nên mình nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất là hiếm và gần như là duy nhất để các bạn có thể sở hữu được chiếc ba lô này. Thông qua video này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là chỉ khoảng hơn 100.000 subscribe nữa thôi là kênh Gia Đình Cam Cam của mình sẽ đạt được nút vàng 1 triệu subscribe. Đây gần như là một cái quá trình rất là dài từ khi mà bọn mình tạo kênh đến bây giờ là đã khoảng 3 năm và bọn mình đã làm được rất là nhiều video. Trong năm 2021 bọn mình sẽ tiếp tục phát triển kênh Gia Đình Cam Cam hơn nữa. Thì cá nhân của mình cũng sẽ tặng thêm cho cá nhân một kênh YouTube, đó chính là đây. Đây là kênh Kiên Hoàng. Trước đây thì kênh Kiên Hoàng này chính là cái kênh xin một miếng ấy mọi người. Tuy nhiên thì sau một thời gian mà mình lắng nghe ý kiến của mọi người thì mình thấy rằng là các bạn thích mình ngồi kiểu chia sẻ và nói chuyện với các bạn nhiều hơn, cho nên là mình quyết định là sẽ để cái kênh xin một miếng này thành tên của mình, đó chính là Kiên Hoàng. Với kênh này ấy, thì ở đây thì mình sẽ up nhiều video nấu ăn hơn nữa này. Bên cạnh đó thì ngoài cái việc nấu ăn ra nó là một cái thế mạnh của mình thì mình cũng sẽ làm những video có thể là về xe cộ nữa, tính ứng dụng của những chiếc xe mà mình đang đi, rồi cuộc sống của mình, cuộc sống của mình thì có những cái gì, đó chính là mình làm chồng như thế nào, làm bố như thế nào và mình cân bằng cái cuộc sống hàng ngày, cái công việc với cuộc sống hàng ngày như thế nào. Ngoài ra thì mình có thể làm thêm về các chủ đề như là đi chơi cùng với cả những anh em bạn bè của mình này, rồi mình ăn gì, rồi mình mặc gì. Rất là nhiều những content mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, mà ở cá nhân mình muốn nói chuyện với các bạn mà thông qua kênh Gia Đình Cam Cam đôi khi thì mình cũng chưa thể nào tâm sự với mọi người một cách sâu hơn được ấy. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ cả kênh Kiên Hoàng của mình nhá. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ post cái thể lệ chơi giveaway ở đây. Bước đầu tiên là các bạn sẽ ấn like cái video này, sau đó thì các bạn sẽ ấn subscribe kênh YouTube Gia Đình Cam Cam là cái kênh mà các bạn đang xem.
và subscribe kênh YouTube mới của mình có tên là kênh Kiên Hoàng. Link của kênh mới thì mình sẽ up ở bên dưới phần mô tả để cho mọi người có thể dễ dàng mọi người click vào và subscribe nhé. Đó là bước 1. Bước thứ 2 là mọi người hãy chia sẻ cái video này, cái vlog này về Facebook cá nhân của các bạn để ở chế độ công khai và các bạn sẽ tag 5 người bạn của các bạn vào. Bước thứ 3 là các bạn hãy copy cái link Facebook của các bạn, comment ở bên dưới video này kèm theo một keyword, đó chính là gia đình Cam Cam 2021. Các bạn nhớ làm theo tất cả những cái bước này nhé. Mình sẽ để cái thể lệ giveaway ở bên này để cho các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Và sau một tuần kể từ ngày mình up cái video này lên thì mình sẽ chọn ra 20 bạn may mắn, 20 bạn may mắn để nhận cái phần quà này. Các bạn lưu ý là các bạn có thể comment thoải mái, một người không giới hạn số lượng comment, các bạn có thể comment càng nhiều càng tốt thì cái cơ hội mà các bạn có thể trúng của các bạn sẽ cao hơn. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng là không được comment quá là nhiều trong một thời gian ngắn thì YouTube, cái thuật toán của YouTube nó sẽ hiện lên là bị spam ấy, thì cái comment của các bạn sẽ không được chấp nhận. Mình nghĩ rằng là cái thể lệ tham gia này thì cũng rất là đơn giản thôi, và nếu mà các bạn sở hữu cho mình chiếc ba lô này trong một năm mới thì đây sẽ là một điều rất là tuyệt vời, đúng không nào? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Đây sẽ là một video rất là ngắn thôi, và hy vọng rằng là mọi người sẽ tham gia giveaway thật là sôi nổi nhá. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán thì bọn mình sẽ có up nhiều hơn nữa những video có thể là về cuộc sống hàng ngày, và trong đó thì bọn mình sẽ có kèm theo là sẽ giveaway tới mọi người những cái phần quà nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết vlog này, và nếu mọi người thích thì hãy tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.